Thưa quý vị, để đảm bảo dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò triển khai đúng tiến độ, thời gian qua quận ủy Hà Sơn đã quyết liệt vào cuộc với nhiều giải pháp cụ thể. Đến nay, về cơ bản, đa số hộ dân đã đồng thuận chấp hành chủ trương và bàn giao mặt bằng để dự án thi công. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Nằm trong diện giải tỏa của dự án, hộ gia đình ông Trần Thanh Tuấn có 400m2 đất ở và gần 1.200m2 đất vườn. Cũng như các hộ dân khác trong khu vực, ông Tuấn đã được thông tin cụ thể về chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư với gia đình. Đến nay, gia đình đã đồng thuận với chủ trương chung và đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án. Nhà nước làm rất là đúng, quy định ở trên làm thì thôi, ở dưới là phải chấp hành thôi. Trả mặt bằng để tới nơi ở mới. Khu vực Đồng Nò thuộc dự án khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò có diện tích đất thu hồi là 26 ha với 784 hồ sơ đền bù, trong đó có 335 hồ sơ nhà đất thổ cư. Đến nay tại khu vực này, đa số các hộ dân đã bàn giao mặt bằng để dự án triển khai và hiện chỉ còn 52 hồ sơ, trong đó có 14 hồ sơ nhà ở thực tế. Những ngày qua, các tổ vận động từ thành phố đến phường đã đến từng hộ dân để tuyên truyền, giải thích và vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Ủy ban nhân phường cùng với Ủy ban Mặt trận và các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng với các ngành quận đã tiến hành đi đến từng hộ để tuyên truyền vận động, giải thích và phân tích những cái chủ trương, những cái quy định của thành phố về đền bù đối với các hộ dân tại dự án này. Thì đồng từ đây đến ngày 18 thì phường cũng sẽ tiếp tục vận động tiếp. Đến nay, qua vận động đã có 6 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàng Sơn, thời gian qua các hộ dân trong vùng dự án đã được quận giải quyết các chính sách về đền bù, hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định, đảm bảo thấu tình đạt lý. Hội đồng giải phóng mặt bằng của quận thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, minh bạch theo đảm bảo quy định pháp luật của nhà nước và quy định của thành phố. Mọi người dân tại dự án được tiếp cận các thông tin, các chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư và những cái văn bản, những cái thông báo liên quan tới cái bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì được người dân đã nhận và thấy rõ được cái cách giải quyết của hội đồng giải phóng mặt bằng của quận. Ngoài cái việc là gửi văn bản đến thông báo từng hộ về danh sách đền bù giải tỏa của từng hộ thì chúng tôi đi thực tế từng hộ gia đình và đi nhiều lần để giải thích cho người dân rõ và trên cơ sở cái điều kiện hoàn cảnh cụ thể của từng hộ, chúng tôi đề xuất thành phố hỗ trợ thêm về giá trị đền bù giải tỏa cũng như xem xét nâng cái mức tái định cư. Hiện nay công tác tuyên truyền vận động vẫn đang được quận Hoàng Sơn tập trung cao điểm để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương chung. Trường hợp đã được giải quyết đảm bảo theo quy định nhưng vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng thì quận sẽ tiến hành xử lý hành chính, thu hồi đất theo quy định để đảm bảo tiến độ chung của dự án.